Thằng Pưng ơi, Vũ Nùng con lo lắm lại. Trắng hộm nó để hộp kha ra nó rồi đây nó đã hộp nó quá à, hộp lưng hết nó mai đặt tắt thôi như này. Bây giờ bắt đấy. Ở đây
ban côn chồ làm tinh như thế này. Chưa thằng này nay tăng vì cái bọc đá đi rồi vô mồi thịt rào mà cái loại máu thịt rào từ vì nó ai cho nên cái này vô mồi thịt rào với cái bàn rào bằng cái này còn ai nào lư nó chú đi rất tay đi có tao đi mặc thôi. Sengap gue ada.